Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Lãnh đạo Việt Nam chọn ổn định quan hệ với Trung Quốc, bỏ qua sự bất bình của người dân. Ngày 14 tháng 10, blogger Trần Hiếu Trân có bài bình luận Tô Lâm và Phạm Minh Chính giảm nhẹ vụ ngư dân Quảng Ngãi bị hành hùng, đăng trên đài AFA tiếng Việt. Và đây là hình bài trên AFA. Tác giả đề cập tới việc chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường diễn ra cùng lúc với chuyến thăm Bắc Kinh của Thường trực Ban Bí thư Việt Nam Lương Cường tác giả cho rằng chưa bao giờ các chuyến thăm cấp cao lại nói tiếp và chồng lẫn nhau như hai chuyến thăm vừa diễn ra. Điều khiến dư luận có phần còn bất ngờ hơn tại cả hai cuộc hỏi kiến cấp cao nói trên, ít nhất là trên báo chí công khai, dường như không bên nào nhắc đến thái độ bất bình trước đó của Hà Nội về việc Trung Quốc tấn công ngư dân Quảng Ngãi vào cuối tháng 9 vừa qua. Tác giả cho hay, chỉ trong cuộc hội đàm với bí thư, ban bí thư Thái Kỳ, thì ông Lương Cường mới đề nghị hai bên kiểm soát và giải quyết tốt các vấn đề khác biệt trên tinh thần thẳng thắn, chân thành, hữu nghị. Tuy nhiên, tác giả lưu ý, việc báo chí Việt Nam không đưa tin rộng rãi về chuyến công du của ông Lương Cường tới Trung Quốc cho thấy có thể có một số động thái ngoại giao kín đáo và nhạy cảm. Một lưu ý khác mà tác giả đề cập là việc ông Tập Cận Bình đã kêu gọi việc tăng cường trao đổi tư tưởng, hợp tác trong định hướng dư luận nhằm củng cố sự ủng hộ từ phía người dân. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cược. Hiếm khi nhà lãnh đạo Trung Quốc lại chú trọng đến định hướng dư luận và sự ủng hộ của người dân trong quan hệ Trung Việt. Chắc hẳn ông Tập hiểu rất rõ sự phấn nộ của hàng triệu người dân Việt Nam trước những hành động tấn công tàn bạo của lực lượng chấp pháp Trung Quốc đối với người dân Việt Nam. Theo tác giả, chính quyền Hà Nội sẽ đứng trước áp lực lớn khi phải lựa chọn giữa việc duy trì quan hệ với Trung Quốc hoặc phải đối mặt với sự bất mãn của công chúng ngày càng dần cao tác giả đặt câu hỏi liệu Hà Nội có thể tiếp tục đối thoại hòa bình mà không đánh mất lòng tin của người dân hay không? Tác giả nhận xét, trước đòi hỏi phải duy trì quan hệ hữu hảo của Trung Quốc, Tổng bí thư Tô Lâm có phần muốn làm dịu đi sự việc hai tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc tấn công vào ngày 29 tháng 9. Tác giả so sánh với vụ Giàn Khoan 981, khi đó Tổng trọng đã nhấn mạnh với ủy viên quốc vụ Dương Khiết Trì về tính nghiêm trọng và những tác động tiêu cực của vụ việc tác giả đặt vấn đề, phải chăng tổng trọng có lập trường kiên quyết và mạnh mẽ hơn so với cách tiếp cận của Tô Lâm hiện nay trước những hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc đối với Việt Nam hay không? Và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Tác giả đánh giá không chỉ ông Tô Lâm mà cả Thủ tướng Phạm Minh Chính trong hội đàm với Thủ tướng Lý Cường vào sáng ngày 13 tháng 10 tại Hà Nội cũng không đề cập đến sự cố liên quan đến ngư dân Quảng Ngãi Điều này khiến dư luận trong nước đặt câu hỏi về lập trường của các nhà lãnh đạo Việt Nam trước những hành động ngang ngược của Trung Quốc. Tác giả dẫn các nguồn tin nội chính, theo đó nhà chức trách Việt Nam có thể đã nhận định rằng khi Trung Quốc cử Thủ tướng Lý Cường sang Hà Nội với thái độ vừa đắm vừa xoa, thì Việt Nam cũng cần biết cách rửa mặt cho Bắc Kinh. Sau khi Hà Nội đã có thái độ cứng rắn công khai lên án hành vi của Bắc Kinh và đã khơi dậy được dư luận khu vực cũng như quốc tế ủng hộ ngư dân Việt Nam thì việc xoa dịu thay vì tiếp tục đắm Trung Quốc là cần thiết. Tác giả nhận định, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Việt-Mỹ đang tiến triển, nhất là về hợp tác quốc phòng, đồng thời vừa nâng cấp quan hệ Việt-Pháp, thì việc duy trì mối quan hệ ổn định và cân bằng với Trung Quốc càng trở nên quan trọng hơn và là một lựa chọn chiến lược. Đây không chỉ là cách để tránh gây căng thẳng thêm với Trung Quốc, mà còn để giữ vững vị thế trong tam giác bất cân xứng, Việt-Mỹ-Trung. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Lãnh đạo Việt Nam chọn ổn định quan hệ với Trung Quốc, bỏ qua sự bất bình của người dân Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vũ khí bí mật trên bầu trời của Nga rơi vào tay Ukraine. Ngày 13 tháng 10, BBC Tiếng Việt đăng bài khám phá vũ khí bí mật của Nga bị bắn hạ ở Ukraine, dịch từ phóng sự của phóng viên Abu Zali của BBC News ở Kyiv. BBC cho biết, khi hai vệt hơi nước màu trắng cắt ngang bầu trời gần chiến tuyến ở miền đông Ukraine, nó thường mang một ý nghĩa, máy bay phản lực của Nga sắp tấn công. Nhưng những gì xảy ra gần thành phố Konstantinivka là chưa từng có. Và đây là hình bài chuyển ngữ trên BBC. BBC mô tả vệt hơi nước phía dưới tách làm đôi và một vật thể mới nhanh chóng tăng tốc về phía vệt hơi nước còn lại cho đến khi chúng cắt nhau và một tia màu cam sáng rực bầu trời. BBC đặt câu hỏi liệu đó có phải là một máy bay chiến đấu của Nga đã bắn hạ một máy bay khác trong một sự cố gọi là bắn nhầm đồng đội cách chiến tuyến 20 km hay một máy bay phản lực Ukraine đã bắn hạ một máy bay Nga hay không. BBC cũng cho biết, sau đó không lâu, người Ukraine đã phát hiện ra từ các mảnh vỡ rơi xuống. Họ biết rằng họ vừa chứng kiến cảnh phá hủy vũ khí mới nhất của Nga, máy bay chiến đấu tàng hình không người lái S-70. BBC đánh giá, đây không phải là máy bay không người lái thông thường. Chiếc máy bay không người lái hạng nặng này được đặt tên là Okhotnik, tức thợ săn, có kích cỡ bằng một máy bay phản lực chiến đấu, nhưng không có buồn lái rất khó để phát hiện ra loại máy bay không người lái này. Rõ ràng là nó đã đi lạc hướng và có vẻ như vật hơi nước thứ hai được nhìn thấy trong video là từ một máy bay phản lực Su-57 của Nga dường như đang đuổi theo máy bay không người lái này. Theo BBC, máy bay Nga có thể đã cố gắng thiết lập lại liên lạc với máy bay không người lái lạc đường nhưng vì cả hai đều bay vào vùng phòng không của Ukraine nên người ta cho rằng đã có quyết định phá hủy Okhotnik để ngăn nó rơi vào tay kẻ thù. Nhưng các nhà phân tích tin rằng Nga mất kiểm soát máy bay không người lái của họ có thể là do hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine gây nhiễu. Và đây là hình các nhà điều tra Ukraine đã nhanh chóng đến hiện trường và kiểm tra xác máy bay. BBC lưu ý cuộc chiến Ukraine đã chứng kiến nhiều máy bay không người lái nhưng không có loại nào giống như S-70 của Nga. Okhotnik được cho là có thể mang bom và tên lửa để tấn công mục tiêu cả trên mặt đất và trên không cũng như tiến hành trinh sát. Điều đáng chú ý là nó được thiết kế để hoạt động cùng với máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ thứ 5 của Nga. Vẫn theo BBC, đầu năm nay, máy bay này được cho là đã được phát hiện tại sân bay Aktubin ở miền nam nước Nga, một trong những địa điểm phát động các hoạt động tấn công Ukraine. Vì vậy, có thể chuyến bay thất bại trên bầu trời Kostantinov là một trong những nỗ lực đầu tiên của Moscow nhằm thử nghiệm vũ khí mới trong điều kiện chiến đấu những vũ khí chết người này sử dụng định vị vệ tinh để trở nên nguy hiểm hơn nữa. BBC nêu vấn đề, vậy Okhotnik đã làm gì khi bay cùng máy bay phản lực Su-57? BBC dẫn ý kiến của chuyên gia hàng không Anatoly tại Kyiv cho rằng, máy bay chiến đấu có thể đã truyền tín hiệu từ căn cứ mặt đất đến máy bay không người lái để tăng phạm vi hoạt động của chúng. BBC nhận định, sự cố của máy bay không người lái tàn hình chắc chắn là một đòn dáng mạnh vào quân đội Nga. Máy bay này dự kiến sẽ được đưa vào sản xuất trong năm nay, nhưng rõ ràng là nó vẫn chưa sẵn sàng. Mặc dù đã bị phá hủy, nhưng quân đội Ukraine vẫn có thể thu thập được nhiều thông tin có giá trị về Okhotnik. Chắc chắn các kỹ sư Ukraine sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng xác máy bay và chuyển những phát hiện của họ cho các đối tác phương Tây của Kyiv. Tuy nhiên, BBC cũng cho rằng sự cố này cho thấy người Nga không đứng yên phụ thuộc vào nguồn nhân lực khổng lồ và vũ khí thông thường của mình. Họ đang nghiên cứu những cách thức mới và thông minh hơn để chiến đấu và thất bại ngày hôm nay có thể thành công vào lần tới. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vũ khí bí mật trên bầu trời của Nga rơi vào tay Ukraine. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.